đang chuẩn bị đến lớp. Cô nàng có làm rơi đồ hoài thôi. Ngượng quá đi. Jason nghĩ cô bạn đang cố tình đó. Họ từng là cặp đôi mà. Nhưng mà kết thúc rồi. Giờ họ là kẻ thù không đội trời chung. Những điều bí ẩn thường xảy ra vào ban đêm. Bạn sẽ không bao giờ biết mình sẽ tỉnh giấc ra sao. Và màn đêm hôm nay vô cùng đặc biệt. Jenny đã thay đổi đáng kể chỉ sau một đêm. Cô nàng trông giống hệt Jason. Cô đã biến thành Jason rồi. Không, không thể nào. Jason cũng đã thay đổi. Anh chàng chưa mảy may nghi ngờ, nhưng sẽ sớm thôi. Họ đã hoán đổi cơ thể cho nhau. Đúng là ác mộng mà. Jenny cố gắng hiểu tình huống hiện tại. Cô bạn cần phải cạo râu cho khuôn mặt xấu xí này, hoặc là tẩy luôn. Vừa nhanh vừa hiệu quả. Cũng đau ghê á chứ. Máy cạo râu điện hoàn hảo. Cơ thể mới của Jason khá khác biệt so với cơ thể cũ. Nhìn anh chàng vẫn tập thể dục được kìa. Cảm giác thật quen thuộc. Chống đẩy thôi nào. Chết, gãy móng rồi. Vậy thì dán lại thôi. Quay lại việc chính nào. Trong lúc đấy, Jenny đang lục tung cả tủ quần áo. Cô nàng vẫn không biết nên mặc gì. Giờ làm sao mặc vừa bộ đầm nào chứ. Bộ vest của bà chắc là được ha. Trông mảnh đó. Như vậy thì ba sẽ mặc gì đi làm? Đồ ngủ sao? Thì ai cần ăn mặc lịch sự khi ta có thể thoải mái chứ. Ba là CEO nên như vậy cũng chẳng sao. Jenny cực tức giận khi Jason không chăm sóc cơ thể của cô. Sao cậu ta dám? Không làm tóc cũng không trang điểm. Hai người họ bắt đầu chê cười nhau. Quá lắm rồi nha. Cả lớp ai cũng sốc cả. Chân của Jason trơn bóng đến mức. Anh chàng nên mang tất da đẹp đẹp một chút. Hôm nay Jenny đúng là cảm giác kỳ lạ. Cô nàng lại ngất nữa rồi kìa. Jason thì không giống như mọi ngày. Cậu bạn siêu thân thiện còn thả thính nữa. Đến buổi tập cổ vũ rồi. Jason buộc phải nhảy thôi. Cũng tạm tạm đó. Nhưng Jenny trong cơ thể Jason muốn giúp sức. Động tác đơn giản, không cần biểu cảm. Biên đạo đã để ý tài năng của Jenny đang ẩn giấu trong cơ thể Jason. Anh chàng dẻo dai quá. Đội ta cần cậu ấy. Jenny, ngày năm sau lại đến thử sức nha. Vòi nước của Jenny bị nghẹt rồi. Ba của cô nàng gọi thợ sửa đến. Lúc này Jenny đang cố lẻn vào phòng mình trong cơ thể mới. Ba cô lại nghĩ thợ sửa ống nước đã đến rồi. Sửa vòi nước đi nha. Nhưng Jenny chưa làm việc này bao giờ mà. Mong là cô bạn không làm nó hư hại hơn. Vẫn không hoạt động.
kia. Nhanh tay lên. Được rồi. Bà thích tính cách của Jenny. Chú cháu ta làm bạn nha. Và chú muốn giới thiệu cháu cho con gái của chú. Ông ấy không biết mình thực chất đang nói chuyện với con gái. Bạn bè của Jenny chẳng nhận ra cô nàng. Dĩ nhiên rồi, đang ở trong cơ thể Jason cơ mà. Cô cố giải thích, nhưng chỉ làm bọn họ phát hoảng thôi. Jason, sao cậu lại không đến giúp hả? Bởi cậu bạn đang bận mà. Anh chàng muốn biết tất cả những tin mới nhất. Ồ, mình không cần son đâu, cảm ơn nhiều nha. Điểm kiểm tra của các em đây. Jenny. Jason. Bị điểm F. Cô nàng không thể kiềm chế cảm xúc. Thầy giáo rất cảm động. Trước giờ Jason có quan tâm đâu. Thầy đổi nó thành điểm A. Là sức mạnh của nước mắt đó. Jason cực kỳ tức giận. Tập gym là chân ái. Mình siêu thích tập thể dục. Jenny mãi mết thả thính dù đang ở trong cơ thể của ai. Mà không phải ai cũng đáp lại được. Chúc may mắn lần sau nha. Anh chàng nổi tiếng nhất trường cuối cùng cũng để mắt đến Jenny. Nhưng cô bạn lại từ chối. Ôi trời, Jenny trong cơ thể Jason muốn trả đũa. Cô mọt sách này thích hợp đó. Trả thù mãn nguyện hơn. Jason đưa Jenny về nhà để mẹ anh chàng không nghi ngờ điều gì. Mẹ thích cô bạn của con trai. Trong lúc Jason chơi Among Us, Jenny quyết định nấu món gì đó. Người mẹ không thể tin vào mắt mình. Con trai cô đang nấu ăn kìa. Không ngờ là cô ấy cũng thích Jenny hơn cậu, đúng không? Jason lợi dụng khuôn mặt mới dễ thương để nhận một lời mời hẹn hò. Cậu sẽ được ăn miễn phí thỏa thích. Anh bạn này có hơi hoang mang. Nhưng Jason chỉ vừa mới bắt đầu thôi. Trông khá căng đó. Romeo biến mất rồi kìa. Vậy trả tiền cho ai đây? Cuối cùng thì Jenny và Jason cũng chịu đi ăn với nhau. Jason ăn salad. Của Jenny là nước ngọt và khoai tây chiên. Wow, không tốt cho sức khỏe gì hết. Tự lo cho mình đi, Jenny. Jason cực kỳ tận hưởng. Tính tình của Jason vẫn như vậy, nhưng anh bạn đã dần quen với cơ thể và những bộ quần áo mới. Còn Jenny thì vẫn đang tìm cách trở về cơ thể của mình. Cô có ý tưởng rồi. Jason cũng đã biết cách xử lý tình huống. Họ chỉ cần làm lành với nhau thôi. À, tụi mình trở lại rồi nè. Mọi chuyện thậm chí còn tốt đẹp hơn trước. Bạn thích video mới của bọn mình không nào? Bạn có muốn hoán đổi cơ thể với ai không nào? Hãy nhấn like video và đăng ký kênh để không bao giờ bỏ lỡ những video thú vị từ nhà Trum Trum Trick nha.